Xin chào tất cả anh em nhé. Rồi hôm nay em cũng sẽ tiếp tục lên video cho anh em xem. Thì hôm nay em cũng có về thêm ít mấy bộ combo. Vài bộ combo của Milky. Hàng em sẽ tay từ Mỹ về 2494-22. Thì nay sẽ tháo và review cho mọi người xem. Thì trong cái bộ combo này thì nó sẽ gồm có một khoang, một vít, hai pin và một sạc, một túi xách. Thì giá combo này mình sẽ báo cho anh em giá cực kỳ tốt luôn nha anh em. Đợt này mua được một ít hàng ở bên Mỹ, hàng sale thì giá về bán cho anh em. Những anh em nào mà muốn sử dụng gia đình hoặc là những anh em nào mà đi làm điện nè, công trình thì anh em sử dụng những cái bộ khoan vít nhỏ như thế này rất là ok luôn nha anh em. Giá thì mình sẽ báo cho anh em luôn giá hiện tại. Những anh em nào mà mua cái bộ combo hai máy này, giá mình đang bán đó là 2,9 triệu. Mình đảm bảo với anh em là giá siêu rẻ luôn anh em. Đó, hàng Milky giá còn rẻ hơn cả hàng hàng nhái luôn nha, hàng tàu luôn. Đây, đây là một cây khoan. Cây khoan này nó có cái model đó là 2407, 2407. Rồi đây là viên pin nè, đây là pin mới luôn nha. Test cho anh em xem luôn. Đó, hai pin nha anh em. Đó. Máy có hai cấp số nhé, 1 và 2. Đó, khoan nè, có 16 cấp bậc bit, 18 cấp bậc bit. Những anh em nào mà làm điện, anh em sử dụng cái cây này vừa khoan vừa bậc bit cũng khá là ok luôn. Đó. Quá ok nha anh em. Rồi đây là cây cây khoan nè. Thì cây khoan này đầu nó là đầu sắt và đầu nó là 10 ly. Đầu khoan 10 ly. Anh em sử dụng con này cũng quá tuyệt vời luôn. Rồi tiếp theo đây là cái ống vít. Cái ống vít. Đó. Rồi, cây bắc vít này thì nó có cái model đó là 2462 trừ 20. 2462-20. Đầu này là đầu đầu vít chuẩn ngắn nha mọi người. Đó, hàng Mỹ. Quá tuyệt vời luôn anh em. Rồi, bên này thì mình có thêm một cái đốc sạc và một cái túi xách. Và một cái đốc sạc M12. Thì sạc này mình sẽ lên điện cho anh em. Lên cho anh em free luôn. Lên free cho anh em nhé. Những anh em nào muốn sử dụng 220 mình lên luôn. Đó. Quá rẻ cho một bộ combo máy. Thì khi anh em mua thì anh em sẽ nhận được như thế này. Một máy bắn vít, một máy khoan, hai viên pin nha anh em, hai viên pin và một sạc, một cái túi xách nữa, xách kèm theo. Giá chỉ có 2,9 triệu thôi. Giá khá là tốt luôn. Rồi, những anh em nào quan tâm tới sản phẩm của Milwaukee mà hiện tại mình đang bán thì anh em có thể liên hệ với mình qua số điện thoại 0703 249 910 hoặc số Zalo 0343 256 802. Số lượng có hàng nha anh em.